Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng vừa tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Cô Ba, xã Phú Nhuận. Đây là công trình đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Giai đoạn 1 dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Cô Ba gồm xây dựng mới nhà đền diện tích 150m², kết cấu nhà khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, mái dán ngói mũi hài, sân bê tông, cổng, đường bậc lên đền và các hạng mục phụ trợ khác, tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Sau thời gian khởi công, công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Quá trình xây dựng, đơn vị thi công chấp hành nghiêm quy định về quản lý, xây dựng và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Đền Cô Ba được tu bổ, tôn tạo góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, giáo dục truyền thống và sinh hoạt tín ngưỡng của người dân và du khách thập phương.